ông Nguyễn Lân Trung có được phân công lên xe buýt diễu hành của U23 Việt Nam. Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF, Nguyễn Xuân Vũ trưa nay 29 tháng 1 khẳng định không giao cho ông Nguyễn Lân Trung. Lên xe buýt 2 tầng, chở đoàn U23 Việt Nam diễu hành để phụ trách công tác truyền thông. Trưa nay, 29 tháng 1, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF khẳng định không giao cho ông Nguyễn Lân Trung lên xe buýt chở đoàn U23 Việt Nam diễu hành để phụ trách công tác truyền thông, như thông tin ông Trung trả lời báo chí. Tôi là trưởng ban truyền thông của VFF, tôi không hề giao cho ông Nguyễn Lân Trung phụ trách công việc đó. Tôi đã theo đoàn 10 ngày ở thời điểm thi đấu tại Trung Quốc. Sự việc ông Trung có mặt ở trên xe buýt tôi không biết, vì phải lo nhiều công việc khác. Tại buổi đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về, ông Nguyễn Xuân Vũ nói. Theo vị phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF, nếu có giao việc cầm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trên xe diễu hành tri ân người hâm mộ, thì không ai khác ngoài ông Dương Vũ Lâm, trưởng đoàn U23 Việt Nam. Việc ông Nguyễn Lân Trung lên xe buýt 2 tầng, chở đội tuyển U23 từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô Hà Nội là hoàn toàn không có trong kế hoạch. Nếu ông Trung nói được giao lên xe làm nhiệm vụ, thì người phân công là ai, trong khi tôi là phó chủ tịch VFF, kiêm trưởng ban truyền thông. Ông Trung mới vừa về làm ủy viên ban truyền thông, ông Vũ nói. Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, khi hình ảnh ông Nguyễn Lân Trung đứng ở vị trí hàng đầu trên xe buýt diễu hành xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội, rất nhiều người đã gọi điện cho ông, thắc mắc tại sao đứng ở vị trí này không phải là những thành viên trong đội tuyển, trưởng đoàn hay ban huấn luyện mà là ông Trung. Ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết, thời gian tới ông sẽ kiến nghị lên ban lãnh đạo VFF, quán triệt việc tổ chức các chương trình tương tự, không để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Ý nghĩa chung của chương trình. Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, trong sáng cùng ngày 29 tháng 1, ông Nguyễn Lân Trung, cựu phó chủ tịch VFF, đã có những giải thích đầu tiên về việc. Ông có mặt hàng đầu trên xe buýt 2 tầng diễu hành, cùng đội tuyển U23 Việt Nam, và có những hành động nhiều người cho rằng, rất không nên vào những giờ phút mà người đáng được tôn vinh nhất. Là các tuyển thủ U23 Việt Nam và huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, sau kỳ tích vừa lập được cho bóng đá nước nhà. Theo ông Trung, ông là ủy viên ban truyền thông của VFF nên có mặt ở xe buýt cục để giúp đỡ về công tác truyền thông, Dương ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Tôi có mặt trên xe hô để cầu thủ và những người hâm mộ hô theo Việt Nam vô địch. Ông Nguyễn Lân Trung phân trần. Ông Nguyễn Lân Trung nói rằng có một số thời điểm ông đứng ở vị trí đầu xe buýt diễu hành là không nên. Thật buồn khi làm mọi người hiểu nhầm, ông Trung trần tình. Trước câu hỏi của phóng viên về việc, nhiều ý kiến cho rằng, ông là người không tham gia với đoàn U23 Việt Nam, suốt quá trình diễn ra giải, không có những đóng góp trực tiếp vào chiến tích của đội. Nhưng lại đứng ở vị trí đầu tiên trên tầng 2 xe buýt diễu hành, khi mừng công như đang nhận dơ công trạng về mình, ông Nguyễn Lân Trung nói, tôi làm việc và không bao giờ nghĩ mình dơ công trạng của ai. Người đã rời cương vị phó chủ tịch VFF vài năm nay lý giải, VFF làm thẻ để ông có nhiệm vụ vào tham gia tổ chức lễ đón, hỗ trợ công tác truyền thông. Tôi ở trên xe hỗ trợ truyền thông như các lần khác. Tôi đã làm hết mình, bây giờ cổ vẫn đang khẳng tiếng, ông Trung nói. Bùi Tiến Dũng, thủ môn quốc dân, người nhện của U23 Việt Nam. 6 tháng trước, Bùi Tiến Dũng chính là tội đồ trong thất bại trước người Hàn Quốc. 6 tháng sau, vẫn là chàng thủ môn đẹp trai, anh là vị thần bảo hộ cho khung thành U23 Việt Nam. Ngày 23 tháng 7 năm 2017, sân thống nhất sai lầm chết người của Bùi Tiến Dũng đã khiến U23 Việt Nam phải trả giá. Anh lao ra quá sớm, bắt hụt bóng từ một tình huống tạt cánh không quá phức tạp. Trái bóng rơi xuống, tiền đạo Hàn Quốc nhanh chân rút vào, tỷ số 2-1 chung cuộc của U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam mất ngôi đầu và chỉ may mắn giành vé đi tiếp nhờ xuất cho đội hạng nhì có thành tích cao nhất. Sai lầm của Tiến Dũng đến trong thời điểm bóng đá Việt Nam đang trải qua cuộc khủng hoảng trong khung gỗ. Trước tiên, Dũng, Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ ở AFF Cup, sau Tiến Dũng, Minh Long thành thảm họa tại SEA Games. Huấn luyện viên Võ Văn Hạnh, trợ lý thủ môn U23 Việt Nam thời điểm ấy, nhớ lại, ngày ấy em nó dằn vặt lắm, nó buồn suốt cả ngày và cứ nhớ mãi về bàn thua ấy.
Tôi bảo Dũng, thủ môn nào muốn giỏi cũng phải trải qua sai lầm, em hãy cố gắng lên, hãy gắng để đừng mắc lại lỗi lầm ấy. Dũng bảo, nó sẽ nghe lời. Nửa năm sau ngày ấy, Bùi Tiến Dũng nhưng giờ là một người hoàn toàn khác. U23 Việt Nam rời giải với 9 bàn thua sau 6 trận, trong đó có 7 bàn tới từ vòng knockout. Mặc kệ, Tiến Dũng vẫn là người hùng, những con số thống kê không nói được chính xác tài năng của Tiến Dũng. Chúng tôi nói được sự chênh lệch trời biển của U23 Việt Nam trước các đối thủ. Ba trận ấy, đoàn quân của huấn luyện viên Bác Hăng So đều bị dồn ép. Tiến Dũng phải đối mặt với những hàng công mạnh nhất giải, mỗi trận nhận trung bình 20 cú dứt điểm. Anh phải liên tục đối đầu những đối thủ khác nhau với các phong cách tấn công đa dạng, đủ cả phối hợp trung lộ, sút xa, bóng bổng tới dứt điểm cận thành. Hai trận liên tiếp anh phải bước lên chấm luân lưu, cả hai trận ấy anh đều là người thắng cuộc. Để thua từng ấy bàn, một thủ môn phải xuất sắc thế nào khi vẫn nhận vô số lời ca ngợi. Trước giải, Facebook Bùi Tiến Dũng chỉ có vài chục ngàn người theo dõi. Sau giải, anh có 2,7 triệu người đăng ký, những con số tăng lên qua từng trận, tương ứng với màn trình diễn tuyệt vời trong khung thành. Như một giấc mộng, chàng trai tỉnh giấc và bỗng thấy mình trở thành một người hùng quốc dân. Chàng thấy mình vướng vào vụ lùm xùm với những hacker đình đám, bỗng trở thành tâm điểm cho vô số câu chuyện bên lề. Rồi cũng giải thích, rồi lại phân bua, chàng bị người khác đặt vào giữa showbiz đầy những thị phi. Khi tâm trí cần tỉnh lại nhất, chàng lại bị sao lãng. Đấy là lúc người ta lo lắng nhiều nhất cho Tiến Dũng trước trận chung kết lịch sử, liệu Tiến Dũng có chiến thắng được chính mình. 120 phút trước Uzbekistan cho thấy mọi lo lắng đều là thừa thải. Chàng thủ môn quốc dân chiến thắng tuyệt đối trong tất cả các tình huống tranh chấp trên không và dưới đất. Tiến Dũng có 7 pha cứu thua, 5 lần chấm bóng và là vị thần bảo hộ cho khung thành U23 Việt Nam. Cả hai bàn thua trận này đều là những tình huống bất khả kháng khi đối thủ chạm bóng chỉ cách khung thành vài mét. Những phút cuối hiệp phụ, chúng ta cảm thấy rõ sự nôn nóng và căng thẳng nơi U23 Uzbekistan. Họ biết rằng nếu phải bước vào loạt luân lưu, họ sẽ đối diện với một thủ môn chưa từng thất bại. Ở nơi đó, vị thần bảo hộ của U23 Việt Nam đã chờ sẵn. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Vietjet không đủ chiều sâu để hiểu niềm hân hoan trước U23. Vietjet đã không đủ tinh tế tinh thần và chiều sâu văn hóa mà hiểu rằng niềm hân hoan của gần 100 triệu người Việt đâu chỉ là một giải cầu, đó là niềm tin về một giới trẻ sạch sẽ và cao thượng, kiên cường. Sáng ngày 28 tháng 1, Vietjet đã dành riêng một chuyên cơ chở các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam trở về sau trận chung kết lịch sử. Ngay sau đó, dư luận dậy sóng khi những hình ảnh nhiều người mẫu diện bikini uốn éo chúc mừng, chụp hình bên các cầu thủ quá phản cảm. Hình ảnh này xuất hiện trên chuyên cơ riêng dành cho các cầu thủ U23 của Vietjet. Vì vậy, không ít ý kiến phản đối, hãng hàng không này bình luận về câu chuyện này. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tinh tế và Chính sách đã có bài viết. Vietjet không đủ linh hoạt và quyết đoán để điều máy bay của mình làm chuyên cơ đưa đoàn tuyển thủ U23 Việt Nam trở về, đó là lợi thế của một hãng tư nhân. Hình ảnh tàu bay Việt từ từ lăn bánh đi qua cổng chào, làm bằng hai vòi rồng phun nước giữa sân, đẹp đẽ vô cùng và bất cứ một hãng hàng không nào cũng phát ngẹn vì ghen. Vào cái giờ khác, hầu như tất cả mọi người Việt đều đang dán mắt vào màn hình với trái tim phập phồng. Nhưng sau đó, mấy hình ảnh các cô gái trắc phấn son rệu rã, uốn éo, thể hiện sự vinh danh hay bộc lộ niềm vui của hãng cho các chàng trai mạnh mẽ, tinh khiết, trong trẻo, niềm hy vọng, ngỡ ngàng về một thế hệ mới điềm tĩnh, kỷ luật, chuyên nghiệp đến kinh ngạc, thì người ta bỗng hiểu ra Vietjet không hề thuộc về thế hệ đó. Vietjet đã không đủ tinh tế, tinh thần và chiều sâu văn hóa mà hiểu rằng niềm hân hoan của gần 100 triệu người Việt đâu chỉ là một giải cầu. Đó là niềm hân hoan của một dân tộc hiểu rằng họ vẫn còn có tương lai vì họ đang chứng kiến một giới trẻ sạch sẽ và cao thượng, kiên cường xả thân dưới mưa tuyết trong cái lạnh chưa từng nếm trải nơi đất khách mà chỉ mỉm cười khiêm nhường khi trở về trong vòng tay vỡ òa của đất mẹ. Vietjet đã tự tạo ra một khủng hoảng truyền thông
vì lối nghĩ rẻ tiền, cách hành động lạc lõng của mình, đó là sự lạc hậu mang tính thế hệ bề rạc rìu rã mà người Việt không muốn thấy nơi các thiên thần yêu dấu của họ.